nếu lá thư của bác Nguyễn Phú Trọng động viên sư thích minh tuệ tu theo pháp hành của Phật là đúng. Dạ, kính thưa bác Nguyễn Phú Trọng, chấm, con năm nay 43 tuổi đảng rồi, sau khi nghỉ hưu bộ chính trị có nghị quyết cho đảng viên được sinh hoạt tôn giáo. Con cảm thấy rất sung sướng khi đảng không thể để những đảng viên khi về hưu họ gần đất xa trời, cái ý tưởng mình muốn sống lại đạo đức làm người thực sự của mình, khi gần 60 năm làm người khi nó có những khuyết điểm khi mình còn tham danh, tham ngũ dục mà mình không để ý. Có lẽ là phước đức của con đã bỏ hết mọi thứ kể cả lương hưu cho đi, và người nhận họ còn có nhắc lại, cha có đi để lương cho đi, thì người được thụ hưởng cái tiền ấy, để đóng đảng phí cho cha. Thể là sau bao năm con chỉ có bản mềm xin chi bộ được nghỉ sinh hoạt đảng theo nghị quyết. Con vẫn có người đóng đảng phí cho con tiếp sau 5 năm qua. Con cũng tập sống cuộc đời thiểu dục chi túc biết ít biết đủ như ngài thích minh vệ chỉ đi xin ăn ngày một bữa trưa, không nhận tiền bạc của ai cả. Xin đồ ăn xong lại về núi tu tập, nay có người gửi bức thư của bác, con rất xúc động và suýt bật khóc khi hàng gần 10 năm tu như Ngài Thích Minh Tuệ, khi gặp pháp hành của Phật và 10 năm công tác cuối trong quân đội con thực hành. Ngày ấy các xếp con từ thiếu tướng, đại tá vẫn nhắc nhớ con sau không ăn đủ sức khỏe, lại không uống rượu, bia, cà phê để còn phòng thủ cho quyên đi tiếp khách. Bác cứ nghĩ các quan nhỏ như con đá thực hiện hơn 10 năm vẫn ăn ngày một bữa chưa vẫn lái xe có ngày tới 300 đến 500 km. Mà tối vẫn đi ngủ từ 22 giờ đêm hôm trước, cho đến 3 giờ sáng hôm sau lại dậy để quan sát xem tâm mình nó còn tham, sân, si không để dùng pháp hướng như lý tác ý mà rèn bỏ nó đó ạ. À. Thế mà khi trụ trì xếp của con khi con nhắc nhở cho họ tập ăn tập ngủ như lời Phật dạy đi, thì họ lại muốn đuổi con ra khỏi chùa đó bác trọng. Họ nói như Phật, mà hành có người giới xa gì mà khó thế sao? Nếu lá thư của bác là thật, khi đã chỉ thị cho ban chấp hành trung ương, chính phủ chỉ đạo các tỉnh mà cử các bí thư, chủ tịch tỉnh mà cổ động viên và nhắc nhớ người công dân đi tu theo đạo Phật như ngài thích Minh tuệ vẫn giữ được an toàn giao thông và trật tự xã hội thì ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng của người dân Việt Nam. Thì nạn tham nhũng của quan trường, quan giáo hội các tôn giáo phải trả lời trung thực, họ sẽ phải biết xấu hổ và sợ hãi. Chúng ta làm thế là để khỏi luận nhân quả xử họ, chứ không phải là của bác Nguyễn Phú trọng phải nhóm lò đâu ạ. À. Con nhớ thời đại chống tàu như chúng con ở biên giới phía Nam, phía Bắc Bộ đội chúng con có lúc chỉ có hai bánh lương khô khoảng 200g mà phải sống cho qua ngày để đánh giặc. Bấy giờ đã có lời dạy, chiến thắng mình hơn chiến thắng trăm ngàn quân địch, chiến thắng mình là chiến công oanh liệt nhất. Thấm lời dạy đó chúng con áp dụng vào việc tu học rất tốt đó bác trọng ạ. À nó là động lực để cho chúng con xả cái thằng giặc tham đủ thứ trong con người của chúng con đi đó bác trọng. Đã từ lâu sau thực hành đến hơn 11 năm chỉ ăn ngày một bữa trưa, con thấy bệnh tật của mình thuyên giảm hơn, và có nhiều bệnh khỏi hẳn. Và khi năm 2015 đến 2017, con còn áp dụng phục hồi bệnh từ thiện cho nhân dân ở một hội đông y ở cấp huyện, có ngày tới 40 bệnh nhân, mà chỉ có ba thầy trò ăn ngày một bữa trưa, và áp dụng các chữa bệnh không dùng thuốc của thầy thích thông lạc, Cộng với phương án chữa bệnh đông y của Việt Nam mà nhân dân đồng tình ủng hộ, kết quả rất rõ rệt. Ngày ấy con còn khi còn viết thư cho Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến còn có trả lời là rất cảm ơn. Còn Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long mới thay bà Tiến lại không trả lời gì cả. Vậy mới biết Bộ trưởng không có nghe lời người cấp dưới nên bị lò bác trọng thiêu đốt cho. Khi quan tham bị nhà nước xử chưa hết nghiệp tham đâu bác. Luật nhân quả còn đốt tiếp những người đó bác, nhà nước còn thương họ đó ạ. À. Nếu cho họ được gần gũi con, chúng con sẽ dạy cho họ cách làm người tử tế thực sự để khỏi tạm quý với luật nhân quả vẫn theo họ đó bác trọng. Một điều con cũng trùng với ý kiến chỉ đạo của bác. Ai không ăn ngày một bữa cơm trưa, còn cất giữ tiền bạc thì không được ở chùa. Con nghĩ đã đến lúc ban tôn giáo chính phủ nên có hội thảo khoa học của nhà nước để hiểu về pháp tu hành của thầy Thích Minh Tuệ và Phật Thích Ca Mâu Ni không thể để cho nhân dân và các người tu hành cứ nghĩ là Phật dạy 84.000 pháp môn tu tập để giải thoát là khổ cho họ ạ. À. Ngày nay việc ăn uống ngày một bữa trưa là vừa với sức sống hoạt động của con người mà các nhà khoa học đã chứng minh. Còn ai tu hành không giống thích ta dạy, thì để cho họ riêng một tôn giáo để tu tập. Còn ai thích cúng lễ, xin cho họ giúp cho những người còn mê si, để nhân dân tỉnh ra chẳng ai giúp ta, cho ta thứ gì khi tự ta phải tự chữa lành cho ta ai giúp ai tu hay giúp ai chơi mà vẫn hưởng lạc vật chất ấy đã đến lúc cả nước chúng ta cần phải thay đổi con rất ngại trong những người ấy họ đang hưởng dục lạc ấy lại là người nhà người quen của con năm xưa thì sao bác trọng nên chúng con và thầy thích minh tuệ muốn cứu họ đức phật dạy chỉ có làm được con người mới biết xấu hổ và sợ hãi mà tu nhân tích đức làm người làm thánh được đó bác trọng ơi chúc bác khỏe hơn bách niên giai lão để giúp cho bên sáu tôn giáo lớn của việt nam hiểu rõ về bước đi làm người làm thánh hạ chẳng có ai cho mình thứ gì cả khi mình không biết sợ hãi và xấu hổ bác trọng ơi chúc bác vui tự chữa lành